nói chung là trái băng là mình thấy rằng là nhiều bạn hay sử dụng những cái kỹ năng đóng băng đấy, sau đó gọi là dùng God Human lao vào đấm cả cấu xé đá vào mông đấy, nhấc người lên mà ơi đấy, một cái combo mình nghĩ rằng là ừ mình chất được bạn, mình thấy mấy bạn làm rất dễ bạn đấy, đóng băng rồi giữ chân rồi bắt đầu lao vào đấm đấy, PVP đi sang multi đấy, nhưng mà mình thấy làm dễ thôi chứ còn mình thì mình chưa làm được, mình chưa thử với bạn ơi. Đấy, và bây giờ chiến đấu bạn ơi, đây là băng V1, cái lâm ra chúng ta cũng không đòi hỏi nhiều. Đấy, bạn thấy không? Rồi, nhưng mà solo anh em ok mà, đúng không? À, chỉ cần né kỹ năng là chúng ta thừa sức rồi. Vì là có cả cái vũ khí của Đinh Ba, đấy, Đinh Ba băng, nên là cũng mạnh rồi. Level hiện tại là 699 rồi. Mình sẽ cố gắng là qua bên C2 bạn ơi. Qua C2 chúng ta sẽ có nhiều cái mua hơn. Đấy, ok. À, chiến đấu bạn ơi, C2 có kiếm nha. C2 có những cái đồ mua là đó là kiếm của Zoro nha các bạn nha. Đấy, kiếm Guando này, đấy, Sabi này, khá là nhiều kiếm. Rồi, chúng ta sẽ tập trung vào tiêu diệt thanh niên này đi. Đấy, lên level 700 là chúng ta qua bên C2 là chúng ta lại có cái tiêu diệt. Cứ tính ra là từ đầu đến giờ cứ tính là tiêu hết 5 triệu này, 5 triệu hay 6 triệu đây gì bạn. Chán, chỉ ăn chủ yếu là mua trả quỷ chắc là mất nhiều tiền các bạn nhé. Đấy, bây giờ solo với cả như dùng trái năng solo với cả đôi đốt băng đấy, sỏi nó này hợp lý luôn đúng không? Đấy, nhưng mà chắc chắn rồi, làm sao mà đôi đốt có thể đánh lại được mình? Thực ra là chắc là FB muốn để rằng là con quái con bốt ở PC cuối cùng để qua được các cái gì khác thì nó phải đơn giản các bạn ạ. Đã hoàn thành xong cái video này thì cảm ơn mọi người đã đón xem video này của mình. Bây giờ mình sẽ lúc này thì mình